để thay đổi không khí. Em xin mời quý vị đến với một cuộc thi tìm kiếm tài năng, tìm kiếm một giọng hát không cần hay, miễn sao làm khán giả dưới này vui cười là được. Và bây giờ là thí sinh đầu tiên. Tất cả đã bị bao vây. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ở con kia nó kẹt cứ ngắt rồi. Cái gì ghê vậy? Đâu có biết đâu, vô nhà hào nó kẹt ngắt rồi. Phải em dây chạy ra chứ người kia tất cả bị bao vây. Trời ơi, cái ghê quá vậy. Thì đâu biết. Ở con kia nó kẹt ngắt. Phải em dây chạy ra chứ người kia tất cả bị bao vây. Thiệt không? Thiệt không? Ừ. Rồi, bây giờ sao giới thiệu tên tuổi thì liền chứ? Đâu, tên tuổi trong hồ sơ có đăng ký, dáng hình đóng một cái cạp rồi. Giới thiệu gì nữa? Được thì em được hơn nghỉ mẹ đi. Gì vậy? Tên như thế nào là áp lực quá vậy? Trời đất ơi, anh khó quá anh ơi. Coi như là cái chương trình là cái lỗi của chương trình là không có nhớ được cái tên anh. Thôi giờ anh giới thiệu cái tên giùm em được không? Nhưng mà trong hồ sơ là có đăng ký, dáng hình đóng một cái cạp rồi. Dạ biết rồi anh, mà đông quá không nhớ hết. Tức là bây giờ là giới thiệu lại đúng không? Dạ giới thiệu lại. Dạ giùm em. Chứ trong hồ sơ là có đăng ký dáng hình đóng một cái cạp vậy nha. Dạ em biết rồi anh, dạ cái lỗi của em rồi, giới thiệu đi anh, tên gì? Giới thiệu lại. Dạ đúng rồi anh. Chứ trong hồ sơ là có đăng ký dáng hình đóng một cái cạp. Dạ thôi anh. Sao anh nhây quá vậy anh? Phân tích thôi. Rồi thôi bây giờ tên gì nói liền, khán giả chờ nè, tên gì? Dạ kính thưa quý vị, em xin trân trọng giới thiệu, em tên là Lệ Tẩm. Ủa anh ơi, em nhớ là trên mạng là có anh Lệ Rơi chứ làm có Lệ Tẩm anh. Nước mắt nào rơi xuống mà không kêu cái tẩm. À được luôn hả, có bà con gì không? Nè, Lệ Rơi, Lệ Tẩm, Lệ Quyên, Lệ Thủy, gia đình tôi á. Trời đất ơi, nguyên dòng Lệ vậy đó hả? Bà Lệ bán phở là không phải. Ủa sao vậy? Bán mắt như quỷ. Ở không ghê gì cũng nhắc đèn chiên biết nữa. Rồi bây giờ anh Lệ Tẩm nè. Lệ Tẩm có cái năng khiếu gì trình diễn liền đi anh. Năng khiếu là hồi xưa thôi chứ giờ đâu năng khiếu gì đâu. Hồi xưa anh làm gì? Xưa ca sĩ. Thiệt không? Trời, hồi xưa cỡ tôi hát đàm Vĩnh Hưng kêu bằng ông nội. Trời đất ơi. Thiệt hả anh? Chứ sao? Hồi xưa tôi học chung lớp với đàm Vĩnh Hưng. À. Chứ sao? Phải không? Ừ. Hồi xưa tôi học chung lớp với ai nữa? Đàm Vĩnh Hưng nè. Ờ. Hàng Thái Tú nè. À. Hàng Thái Lan nè. Cái gì vậy? Nói chung là mấy ca sĩ bạn biết đâu, mấy ca sĩ biết. À, ai nữa? Hồ Việt Trung nè. Ờ. Đó. Rồi ai nữa? Gì Olax Superlax gì đó. Cái gì vậy? Ca sĩ người nước ngoài. Ủa vậy hả? Tôi học chung với ông Đặng Minh Hưng á. Phải xong không? Cái ông Đặng Minh Hưng ông tâm sự. À tâm sự sao? Ông nói là sao tôi thấy cái nghề này nó bạc bẽo quá. À. Nó cay đắng quá. Ừ. Chắc tôi nghĩ bị tôi học nữa ra đường sợ đấu đá không lại người ta. À. Tôi thấy ông nói đúng quá tôi nghĩ liền. À. Bị tôi học lại là tôi sợ sau này tôi ra ổng đấu đá không lại tôi. Hả? Nghĩ liền, tôi không nghĩ làm sao Đặng Minh Hưng nổi tiếng. Trời đất ơi. Hồi xưa tôi hát cái bài tôi sáng tới một cái bài tôi chửi ông hàng xóm nhà tôi. Bài gì? Mà ông Đặng Minh Hưng ông hát, ông lấy lại ông hát nổi tiếng luôn. Bài gì? Có trái tim tình si, hô hô hô, mày không hô mà tao hô. Ủa anh ơi, em nhớ em có nghe rồi, khác mà anh. Ông sửa lời. Khác. Có trái tim tình si, hô hô hô, hô hô hô, hô nguyên xóm. À, ừ, chứ sao? Bài đó là của anh đúng không? Chứ sao? Rồi sau đó có nổi tiếng không? Dần dần. Phải không? Sau đó là bước chân showbiz. Bước vô. Bước vậy đó hả? Chứ sao? Đi thi The Voice. The Voice. Thì nói đó The Voice. Không, The Voice. Thì đúng rồi, The Voice á. Không phải anh nói theo em nè, Voice. Thôi kệ mẹ đi. Do chùi đâu dính dáng cuộc đời tôi đâu. Trời. Anh đi cái dòng gì? Dòng ta giấu mặt, giấu cái mặt đúng không? Không, đó là ở Việt Nam, tôi thi bên Mỹ. Ở Mỹ gì khờ á. Cũng vậy mà đổi qua tiếng Mỹ thôi. Đâu nó khác xa lắm. Ở tên tiếng Mỹ là Off the Pay, Listen the Voice and See the Mom. Gì vậy? Ủa gì có cái đầu mông ở trong đó nữa anh? Giấu cái mặt là cái giọng nhìn cái đít. Bậy quá. Bậy quá nơi em coi hoài em biết đâu có lời gì đâu anh. Nè, nhìn nè. Sao? Alo, nghe không? Nghe nghe. Đó, giấu cái mặt là cái giọng nhìn cái đít. Trời đất ơi. Cái chương trình nó vậy, cái format nó vậy. Cái format gì kỳ vậy? Ở bên nước ngoài mà muốn nhìn gì nhìn hả? À, hay quá. Bên nước tự do mà, gì? À, rồi anh vô anh thi làm sao? Tôi vô tôi thi là ông Đại Minh Hưng ngồi đây. À. Ông ngồi đây để em ngồi trên cái ghế á. À. Chuẩn bị bấm nút hiểu không? À. Ông thích ai làm bấm cái pẹp á hiểu không? À, chắc chắn quên. Khép lại, khép lại. Hả? Anh Hưng anh ngồi khép lại. Không, bữa trời nắng nóng ông ngồi cho mát. Ủa rồi nếu tuyết rơi anh ngồi sao anh? Tuyết rơi là ông khép lại liền. Ủa chi vậy? Bị sợ đóng băng. Trời ơi. Anh ơi anh sợ cái gì đóng băng vậy anh? Đừng có phân tích sâu. Nha, yeah, đừng phân tích sâu. Ông Đại Minh Hưng ngồi đây. À. Đà, đợi người hát để bấm nút. Tôi vô tôi hát liền. Có trái tim tiên chi, hô hô hô. Ông phái, bấm nút liền. Pẹp, ế. Vừa thấy mặt tôi, pẹp quay vô trong luôn. Ủa gì kỳ vậy? Má quế không? Tại sao kỳ vậy? Quế thiệt chứ. Tại sao? Vô hỏi liền. Tại sao vậy? Tại sao anh là lớn mà bấm nút rồi, quay qua rồi. Rồi trả lời sao? Hưng quay ra, Hưng quay ra, Hưng chọn là tại vì
Hưng thấy giọng hát hay quá Hưng chọn. À, cái giọng của ông Hưng đúng rồi, đúng rồi. Cái giọng nó khàn khàn mà giống như là trái cóc nó dính vào đây nè. Hưng quay ra Hưng chọn, nhưng mà Hưng vừa chọn xong thì con mũi nó cắn ngay cái đùi Hưng. Thì đập con mũi đi. Hưng đập con mũi không trúng được mũi, trúng ngay cái đùi, phạt ngay vô, ngay cái nút pẹp quay vào trong luôn. Trời ơi. Má cuộc đời thay đổi gì con mũi luôn. Trời ơi. Xui. Xui quá. Xui. Bữa đó bà có chai xịt mũi là ngon rồi. Bữa đó bà không có con mũi là giờ nổi tiếng rồi. À. Xui thôi. Xui. Bởi khi cuộc đời mà cay đắng nó xảy ra, xui xẻo xảy ra là con người luôn thốt lên hai chữ là đờ mờ. Bậy anh. Anh nói gì vậy? Định mệnh. Khổ cái định mệnh thì nó rõ, định mệnh nói đờ mờ người ta hiểu cái khác. Hiểu cái gì đâu, con đứng lên coi con. Đứng lên coi. Đứng lên coi. Đó, đó, nè, dán tóc rồi nè. Đó, định mệnh rồi. Đó, thấy chưa? Nè, thấy không? Trời. Đó. Rõ vàng ta có hết. Rõ vàng. Phải không? Rồi sau đó làm sao? Sau đó nổi tiếng dần dần chứ sao? Có luôn hả? Trời ơi, giống như là thời tới cả không nổi. Phải không? Trời ơi, cái nổi đình nổi đám, ca sĩ nổi đình đám, đi tới đâu là khán giả bu 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 bu. Trời ơi. Bu tới thời đó, cái thời tôi nổi tiếng là ngang ngang ngửi đang trường á. Ồ, tôi vừa bước vô là đang trường, đi sau lưng tôi liền, tôi vừa bước chân giả. Anh ơi, đang trường đâu? Anh ơi, đang trường đâu? Nội. Tưởng đi bấm đĩa cho đang trường. Trời ơi. Xui thôi, xui thôi. Sao mà ở công dữ vậy? Xui thôi. À, xui thôi. Xui thôi. Sau đó là cảm thấy showbiz quá bạc bẽo. À. Nghệ thuật quá bạc bẽo. Ừ. Bỏ nghệ thuật. Bỏ nghệ thuật luôn. Không chơi showbiz nữa. Ừ. Đi làm nghề khác, một tháng 180 triệu. Cái gì? Cái nghề gì mà tiền dữ vậy anh? Tiếp viên hàng không. Bà cười cái gì bà nội? Cười mà nó che miệng lại luôn thấy. Cái tướng tôi không làm tiếp viên hàng không được hả? Anh ơi mệt quá, tiếp viên không là mét 89 tướng anh vậy mà tiếp viên cái gì? Mét 89 là hồi xưa thôi. Phải không? Bây giờ tiếp viên không nó tuyển là lùm lùm vậy không à? Thiệt không, không anh? Giờ nó khoái dạng múp á. Ủa phải thiệt không? Vậy luôn á hả? Tôi vô tôi thi 5 vòng là đậu hết 4 vòng, chỉ có vòng cuối cùng xui rớt. Cái vòng gì mà khó dữ vậy? Lấy hành lý. Ủa sao rớt? Đứng đâu có tới. Trời đất ơi, rồi xui. Sao? Bữa đó xui sao? Bữa đó tôi đi thi là cái ông sát hạch là ổng người Tây. À. Ổng là ổng nói tiếng nước ngoài mà. Tức là cái ông mà chấm mình thi á. À chấm thi à, là đó. Ông vô làm sách cái Sanchona, ông vô ông ngồi xuống ghế. Ừ. Ông kéo cái dây trói gì đó, nhét vô cái kéo cái cạch. Ship bell. Ờ ship bell ship đôi vậy kìa cha đó. Ông ngồi đây, là ông để cái Sanchona xuống. Đó. Xong tôi là đi thi mà, tôi phải tiếp viên không, tôi phải lại tôi nói hello sir, I help you. Đó. Là thấy ông nhìn với ánh mắt chiều mến. Thank you. Là thấy được 3 điểm rồi. Đó. Ok, đông, mention it. Là đừng không sao đâu, không sao đâu. Lấy cái vali, cái chân tonight, để lên, mở nắp, đẩy vô. Không tới, bụm, rớt ngay đầu ông luôn. Chết cha, rồi sao? Xin lỗi chứ sao? À. Ờ, cho đi chờ. I'm sorry. Không quay qua. Ok, no problem. Ồ, khỏe rồi anh. Là thấy được 7 điểm rồi. Đúng rồi. Oh, thank you, sir. Yeah, ok, go out. Trời ơi. Vớt luôn. Trời đất ơi. Chui. Chui quá. Bữa đó mà Hiếu Hiền ngồi là tôi đâu có vớt. Ồ hả. Chui thôi. Hay quá, đúng rồi, Hiếu Hiền ngồi là đậu rồi. Chui thôi quá. Rồi. Sau đó là bắt đầu trở lại showbiz. Ồ, trở lại nữa hả? Trở lại showbiz. À. Đi làm xiếc. Vậy có luôn hả? Lấy cái cây gì đó đập đầu á. Phải không? Ồ, bữa đập xong tỉnh dậy thấy năng nằm trong bệnh viện luôn. Là đập xong rồi giờ vậy luôn á. Ờ đập xong vô bệnh viện sáng ngày vậy bác sĩ ở con sao to quá vậy, chân ù cục đây nè. Ờ như cả là hắn vậy đó. Ờ hay đó quá. Bỏ tất cả luôn. Rồi bỏ nữa. Bỏ hết tất cả mọi thứ. Không làm showbiz nữa. Bị gì không chơi showbiz là sao? Showbiz nó ghê lắm. Chơi không được á là nó đang nói xấu, lên Facebook nó chửi, nó đòi chồng đòi nhà đòi vợ đòi con. Nghỉ showbiz, lên rừng chơi với thú. Gì vậy? Vì thú nó không biết nói xấu. Nó thích thì nó chơi, nó không thích nó cắn. À. Nó cắn thì mình chạy. À, đơn giản quá nha anh. Nhắm, thèm thịt rừng thì quay lại cắn nó. À, hay quá. Rồi lên trên đó làm cái gì mà sống? Vậy mà showbiz cũng không buông tha. Lên trên núi mà không tha luôn. Nghệ thuật không buông tha. Lên trên đó làm cái gì? Nhạc sĩ. Thiệt không? Viết bài hát, bán ca sĩ quá trời tiền. Trời đất ơi, quá dữ. Mới bán gì cũng thấy một bài nổi tiếng hơn bài Gọi Đò luôn. Tên gì? Gọi Cano. Rồi được luôn hả? Trên núi Gọi Cano nó hấp dẫn. À rồi, còn ai bài gì nữa? Mới bán Đàm Vĩnh Hưng một bài 15 ngàn. 15 ngàn đô? Việt Nam. Cái gì vậy? Bài gì mà rẻ quá vậy? Nghe biết tại sao 15 ngàn. Rồi hát liền luôn. Chánh vô. Từ sâu trong tô trao lòng, anh chỉ thấy có một hai miếng phèo.
Biết em không thích nhai, anh đã cố mua cho em pheo non. Phải chỉ anh thấu hiểu, vì em răng giả nên không nhai pheo. Cái gì vậy? Nói đi em người ơi, giờ em muốn nhai cái giống gì? Trời ơi! Cái bài gì mà có 15 ngàn vậy? Tôi cho lòng 2 miếng pheo 15 ngàn. Đúng giá luôn đó hả? Trời, bà chịu bán vậy á. Trời ơi, hay quá, còn bài nào nữa không anh? Hết rồi. Ủa hết rồi hả? Rồi thôi vô thi chị ơi, nãy giờ đứng nói chuyện tào lao quá, vô thi. Đâu có, nãy giờ đâu có tào lao, nãy giờ là đang thi mà. Hả? Đang thi. Đâu, thi ở ngoài kia rồi. Xong người ta nói vừa vô cho mày thi, xong rồi đã là lãnh đồ về thôi. Không có lãnh đồ gì không. Ở đây là đang thi, cuộc thi tìm kiếm tài năng. Đang thi ở đây luôn, hiểu không? Ủa đây thi gì? Tìm kiếm tài năng. Thi gì? Tìm kiếm tài năng. Bà nội cha tôi đi thi bằng lái xe. Cái gì vậy? Đâu dính dáng tài năng vậy đây, lái xe là lái không được mà tài năng vậy? Vậy ông nội, trời ơi, bằng lái xe là đối diện anh ơi, còn đây là tìm kiếm tài năng. Ai biết đâu? Hồ đồ quá à. Nhưng mà nói nghe nè, cũng may nhờ cái tính hồ đồ của anh mà hợp với chủ đề của chương trình này nè. Đang cần kiếm một người y như anh. Không cần đẹp, không cần hát hay, mới sao làm khán giả vui cười là được. Cho nên bây giờ nói nghe nè, trước khi về hát bài tặng khán giả rồi về được không? Nghệ thuật không buông tha. Chơi luôn nha. Ý bằng lái cũng phải hát nè. Tránh ra đi. Đây rồi, nhạc lên dùm luôn đi em ơi. Đời cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn yêu bao lâu vẫn cô đơn. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Trời cho tôi cô đơn thêm bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Đang dở thì tình yêu tôi không say trên bàn vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Nhưng không làm gì nữa, bắt lòng gì ghép sang tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai. Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi, muốn kiếm luôn giờ gian. Để suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời cô đơn yêu bao lâu vẫn cô đơn. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời ai giận đời mau đổi thay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời ai giận đời mau đổi thay. Xin kính chào quý vị, và để cho không khí trở nên sống động hơn, mời quý vị cùng vỗ tay đều để hát vào bài hát thật là sôi nổi được không ạ? 2, 3 đứng lên nào. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mình mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cái chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu thừa lừa. Thằng cha chính lùng này từ ngày cha dọn nhà kế nhà tôi, ngày nào chả cũng hát ba cái nhạc tàu lao qua đây hết trơn. Nè chính lùng, sao ngày nào tôi cũng chửi bộ không có lỗ tai hả ông? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Mày ghét không? Hát cái gì mà hàng xóm nào chịu nổi. Vài bữa cho tôi phải dọn đi chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Hát gì mà nó nghe được. Ông bước qua đây vậy tôi. Sao chửi hoài vậy? Sao chửi hoài vậy? Mới lùm được áo. Mày ghét không? Già rồi không có nên đó. Ăn mặc gì kỳ cục vậy hả? Xin lỗi nha, mỗi người có một gu thời trang khác nhau. Tôi mặc gì mà ra đường ai cũng nói ô fashionista. Nita.
Ý sao vậy trời ơi, áo sơ mi đàng hoàng tự nhiên bận quần thun mà bỏ vô quần làm gì? Kệ họ nha, hãy nhìn lại mình đi, không có ông già nào sắp chết mà mặc hồng cánh sen hết trơn, bóng muộn màng. Nè, tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi vậy? Bởi vì sao? Bởi vì mình già rồi. Mình hát nhạc trẻ cho tâm hồn mình trẻ trung, cho nó phơi phới. Mình hát nhạc già giết rồi cái mặt mình nó chảy xệ, thấy không? Ê, trùng hợp vậy. Còn có giỡn không nha? Ông hát những cái nhạc gì mà không có chiều sâu, thấy chứ? Hát sao là sâu, xuống giếng hát cho nó sâu hả? Nè nè nè, tôi hát những bài mà Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà, chuyện tình Lan và Điệp, Nương Sơn với Chúc Anh Đài, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe cũng biết. Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay, Lan và Điệp giờ cũng chia tay. Chỉ có nhạc của tôi, sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Tôi không có nói chuyện nhiều với ông nữa. Yeah. Bữa nay sẵn ông qua nhà tôi, yeah, tôi sẽ cho ông sáng mắt ra biết thế nào là nhạc có chiều sâu, nghe chưa? Dạ. Hứ gì hứ. Đó, đủ trò già chướng. Thời gian không để dành thở mà làm bả chuyện tào lao. Nghĩ vậy, nhìn vậy thôi đó, chứ ở trong bệnh không à. Để với tiểu đường nặng lắm. Đi nào không biết thiệt. Không biết trụ tới 30 không. Tự nhiên mùng 1 qua đó, đang nói chuyện tự nhiên xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, ông nghĩ sao đàn này đàn piano vậy ông Chính? Ừ? Nói chơi thôi, piano là kìa kìa. Cái này là violon. Trời. Có cây cà cà cà. Cái trình độ của ông nó quá cao rồi ha. À. Đứng nghiêng đó. Dạ. Nghe ha, đừng có phát biểu ý kiến nha. Nghe. Nghe nhạc có chiều sâu. Rồi, hát đi, phân tích cho hiểu. Ngày nào cũng móc. Cha già mà còn sức ngày nào cũng móc. Nè, ông nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar, nghe chưa? Thì ý tôi nói là già mà trong ngày nào cũng móc được đàn guitar, chứ ông nghĩ ông già móc gì, móc ống cống hả? Nè, đứng yên đó, nghe. Nghe tôi hát nhạc chiều sâu nè. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh, nhớ em anh muốn thét lên trong biển. Hát ba nhạc tào lao vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật. Ban đêm nhớ nhau người ta trong vô trong Viber, ta nhắn tin lên Facebook, ta nhắn tin ban đêm nhớ nhau, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho công an phường ập vô bắt lên phường hả? Trời đất ơi, tôi chỉ tưởng tượng thôi, tôi có thét lần nào đâu. Tưởng tượng là phạm pháp ở trong suy nghĩ vậy. Tao nhớ thì tao nhắn tin WeChat, thấy không? Tao gửi hình ở trong Yahoo. Gì Yahoo? Zalo, Zalo. Nói tầm bậy tầm bạ. Tao nhớ nhau thét lên trong đêm dài. Con phường ập vô rồi, lên phường đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ồ, vết bùn, vết bùn. Là gì? Ngu như bò. Trời đất. Bà hút á. Red Bull mà tao dịch rồi ngu như bò. Không ơi, ông hay quá. Vậy chứ cái chỗ này ông hát sao? Mình hát là mình trước tiên là mình phải hiểu nhạc, phải không? Mình mới đưa cái âm nhạc vào trong trái tim mình. Mình suy nghĩ, mình cảm thụ nó, rồi mình mới bộc hát ra trong cổ họng. Cha này chắc chắn bị trĩ nè. Ê! Ông nói chuyện gì mà ông chổng cái mông gì thế ghê vậy? Nói chuyện, ông có gọi gì là cái tính thẩm mỹ trong lời nói. Thẩm mỹ gì? Mình nói chuyện phải có tính thẩm mỹ. Cũng một câu nói nhưng mà tôi nói khác, nó mang cái tính chất vui cười liền. Sao? Ví dụ như, thằng cha này hình như chả dư cục thịt à, nó nhẹ nhàng quá, ẩm thực. Ông nói nó nghe thì gớm. Ê! Ê! Có chuyện cục thịt nó lòi ra kìa. Dạ, nó dễ sợ luôn á. Đừng có nhiều chuyện quá, đừng có đánh đóng lạng nữa, hát đi. Ông hát thử coi ông hát được không? Là mình phải hiểu nhạc. Mình phải hiểu cái không gian, cái thời gian xảy ra câu chuyện đó. Ừ. Móc. Man đã buông dần, đèn hiu hắt cô hồn cô của anh, nhớ em
Bậy ơi, bậy ơi. Gì? Trưởng thành hết rồi. Gì? Tại sao quăng trái bom rồi chua xuống hầm? Tào lao. Ai mà làm ba cái trò đó ông ơi. Tôi vuốt sợi dây đơn. Chà, cái đờn 2D hả? 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Cái cỡ ông mà đờn cái đờn này là nó không xứng tầm. Sao? Ngày mai qua nhà cho cái đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Bậy bạ. Giỡn hoài, hát đi. Hát là đâu à? Mập. Mà đêm đã đèn hiu hắt cô của anh nhớ em anh thút thít gì vậy? Bài hát còn có thút thít trong này, hát gì tầm bậy? Hay ban đêm thút thít chơi, ban đêm lẻ thét lên công an phường ập vô sao? Mai họp tổ dân phố hả? Tôi nói cho ông nghe nha, ông hát là tôi cũng thấy tạm được đi. Và cái cách diễn xuất của ông gì thấy gớm. Hai cái chân ông làm gì ông miếu rồi vậy? Hát là phải hiểu nhạc. Hiểu gì? Màn đêm đã buông dần là màn đêm bắt đầu buông xuống à. Là nỗi cô đơn bắt đầu xâm lấn, là bắt đầu quýu nhẹ. Nhớ em là nhớ con ghẹ nóng bỏng chà bá lửa là quýu mạnh vô. Trời ơi. Chỉ sau hai câu hát mà cái quần chật chội liền. Thôi. Tới chỗ này tôi thấy ngưng được rồi. Ông mà hát nữa là nguy hiểm lắm, bỏ cái loại này đi, hát cái nhạc khác, rumba trữ tình. Ba má vậy cũng được. Nghe nè. Thôi em hãy đi về, vĩnh viễn kể từ đây. Thôi nín đi. Cái gì vậy? Hát nhạc không thực tế với cuộc sống hiện tại đang xảy ra. Sao không thực tế? Thời buổi bây giờ mà chia tay hết yêu, em còn yêu anh không? Hết rồi anh. Anh còn yêu em không? Hết rồi em. Ok, em về đi, chia tay. Anh không đòi quà. Xong. Trời là như câu chuyện mà thôi em hãy đi về, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong bài đó lặng nhỏ ra tới Hà Nội rồi. Được rồi, ông muốn hát nhạc thực tế nghe là hiểu liền, biết liền gì phải không? Có liền. Em sẽ đi, thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi, những gì tôi đã trao. Em sẽ đi, vui xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi, cái quần anh sẽ rách hô hô hô. Em sẽ đi, cái quần vẫn còn nguyên hề. Em không sẽ đi, em sẽ tha thiết đi. Ở trong nó xanh đột chuối nè. Trời đất ơi, thằng cha già này vô duyên thiệt. Ông cái bà người ta đang hay tình cảm gì ông đưa ba cái áo quần ra làm cái gì vậy? Không có con nào yêu tàn nhẫn mà xé tha thiết vậy hết. Sao? Mà cũng thằng nào mà yêu mà trai đó mà mù hoáng vậy. Quá xé gì? Một lần là về với mẹ liền. Bởi vậy, ở không không nhậu nhẹt rồi cải biên mấy cái lời tầm bậy tầm bạ. Sao? Ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Thế hệ gì? Con mà Tư. Con mà Tư không phải. Hôm qua tôi gặp nó nói trời ơi bác ơi, hôm bữa bác chính bác chỉ có một cái bài hát thiếu nhi, hát gì con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nói ủa cái bài gì lạ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đực, thích con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi, ba tháng sau có bầu. Đã rồi. Xàm. Xàm gì xàm? Ông chị nó hát tầm bậy tầm bạ chứ con nít tầm mà nghĩ ra cái bài đó. Không có con chim mà ba tháng có bầu hết á. Chứ sao nó biết? Ông hát cho ai mà mình nó hát vậy? Hát gì chi làm hát đúng. Sao? Mập. Mập.
Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặc thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tim, chim đập cô sơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Vỗ tay cái gì? Thì cha đại gia tầm bậy. La cái gì? Ông chỉ tài ông về rồi nào. Ông không có về mà ông gặp gái là ông nhai luôn xương. Đây nè, về tới điểm danh nè. Áo bông nè, áo chập nè, áo đen nè. Lát nữa là bị xin số điện thoại hết. Đó, tém vô đi con. Tào lao. Sao cứ nhìn về phía ấy vậy? Trời, sắp tết trái cây nhiều lắm trong bữa á. Nè. Trời ơi, cái trái khế nó cứ nhòi lên nhòi xuống là biết nuốt nước miếng á. Tôi nói cho ông nghe. Tại sao nãy giờ ông hát cái bài nào cho nó đàng hoàng, tôi nghe chút xíu được không chính? Ông cứ giỡn với tôi hoài vậy. Sao nãy giờ không nói? À, bây giờ tôi nói nè. Nhạc đàng hoàng đúng không? Ừ. Nghiêm túc đúng không? Đúng. Thì nó dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy thầy nội? Được câu đầu à, có sao tào lao. Thì không có tiền anh kêu xe ôm đi. Hát bài nào cho nó đàng hoàng tử tế từ đầu đến cuối cho tôi nghe coi. Đàng hoàng là phải hát nhạc quê hương trữ tình lãng mạn. Ờ đúng rồi. Không phải ai hát nhạc quê hương cũng được. Ừ. Phải có tài năng, có thiên bẩm. Đúng. Phải hiểu được cái sâu xa quê hương là gì. Đúng. Quê hương là gì? Quê hương là gì? Quê hương là chùm khế ngọt trên đọt có trái khế chua. Tôi thấy tào lao rồi đó. Đúng không? Cái khế ngọt cái nào cũng có lọt chọt mấy trái chua. Thôi khỏi giải thích, hát đi. Khỏi nói, móc. Ông làm cái trò gì vậy? Đang diễn tả cảm xúc. Cảm xúc gì? Một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi bất ngờ. Sao thay đổi quá vậy? Làm tuột cảm xúc. À, xin lỗi. Móc again. Ông nội, nhà đầm sen chiều cường lên ngập dữ lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em không phải vì bão tố, không phải vì phong ba, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm hẹn hò chiếu trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta sẽ đưa nhau về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có nói,
bóng chiều ngã trên lưng đồi cỏ non. Và đây là dòng sông xanh lúa bơi bên lý nương dâu ngã nghiêng hàng xưa. Và đây là dòng sông xanh tí mi, ta sẽ bên nhau, ta sẽ yêu nhau như ngày âu thơ. Hay, công nhận anh hát bài này rất là hay, biết kết hợp giữa đông và tây, nhất là đoạn chót. Nhưng ngày ghi âu thơ hốt hoặc 3 tháng trời. Gì vậy? Tập 3 tháng trời. Dữ vậy? Hồi xưa là như ngày âu thơ là cứ hai cái đùi không? À. Giờ cái Bình Thành, Thủ Đức. 3 tháng sau vô tới sở thú luôn. Có đợt vô bệnh viện. Sao vậy? Hốt lố tai. Bác sĩ chửi quá trời. Sao? Bầm tím vậy? Trị bệnh một tuần sau bác sĩ vô phòng đuổi liền. Đi về nhà ngay. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt dẻ rồi. Anh hát cái loại này hay. Còn ba cái nhạc mà mỗi ngày ông hát hip hop vậy, tôi nhìn tôi thấy tôi không có thích. Hip hop gì? Hip hop gì mấy cái đó bài là cái nhạc đường phố mới du nhập. À. Hát ở ngoài đường thôi. À vậy hả? Ừ. Hát là sao? Cái hip loại đó sao? Là, cái loại đó là cái dạng nhạc là không bao giờ đứng một chỗ. À. Hát nó phải nho nho vậy đó. Ờ ngộ ha. Ừ, giống như bị con kiến chui đâu đó vậy đó. Nó phải nho cho con kiến nó sợ, nó chạy hoảng loạn, nó chạy, nó gặp con kiến chúa nó sợ quá nó chạy ra. Nè, để ý nè, bà mới bị kiến cắn không? Bà ha ha là biết mới kiến chui vô. Nè, thấy cái thằng hip hop nào nó hát mà nó nhảy vậy? À, là sao? Đơn giản là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị nó không có cắn, nó chui vô gặp kiến kia hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Đó. Đấy. Còn nè, để ý nè, thằng nào hip hop mà nó nhảy điên cuồng. Là sao? Chứ đó là con kiến lửa chui vô. Còn đặc biệt, thằng nào hip hop mà giữ mà đứng im. Là sao? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà nhoi 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 là nó múc con kiến chúa liền. Ồ. Cha này, nhiều chuyện ghê. Hết. À, vậy ai dám đi học hip hop cho nội? Hết. Nè, ông hát thử một bài đi, rồi tôi phân tích cái hay cái dở nó nằm chỗ nào cho ông nghe. Móc. Rồi. Không, hip hop là nó phải có cái gì đó. Gì bịt bột ngọt, bịt ngọt, bịt muối, bịt bột ngọt nhỉ? Là cái gì? Ai biết á, ở nước ngoài nó làm gì đó. Bịt bột ngọt, bịt bột muối là ông nội nhỉ? Thôi nghe, thôi nghe, nghe tàu lao. Ờ, mà sao dòng này nước ngoài nó đọc tiếng Việt không? Tiếng Trung ông ơi. Bịt bột ngọt, bịt muối, tiêu, bịt bột ngọt. Tôi làm được luôn, tôi biết. Đứng vô. 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 Bịt bột ngọt. Ông làm cái trò gì vậy? Tôi đi lấy cái mic của tôi ra chỗ khác vậy? Nhà làm bên phòng cháy chữa cháy hả? Sao? Phun như đồng phun mưa cháy. Dạng như từ tư phun quần nhất thôi. Đừng có phun ra tới nhà bè nhé. Móc. Phun. Nhanh lên kịch tính, sắp nhạc lại kịch tính. Nhanh lên. Yeah. Come on baby. Mình muối đâu? Mình muối đâu? Ông khùng quá ông nội. Sao ông hát? Hả? Ông tét hay bỏ tôi luôn à? Ai biết, thấy táp quá để cho táp. Táp gì? Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cái là hán táp thịt bò vậy. Cái gì vậy? Cùng nó muốn. Trời ơi. Vô có hát không? Móc. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có. Em muốn cái gì anh cho cái đó nè. Em muốn du lịch sang Mỹ nè, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Cái gì ông nội? Đang hát có Minh Nhí trong này nữa. Tiền đâu mua vé máy bay, chồng yêu với Hồng Kông. Ông không thiệt tình ông ơi. Hồi nãy giờ tôi đờn cho ông hát, tôi hát tôi đờn hết mình. Ông hát là ông đứng chỗ là ông đâu có hết thể hiện hết cái nhạc hip hop. Mắp. Trời ơi. Cái gì vậy? Không có nổi, ca không có nổi, gãy xương rồi. Đây tôi đỡ lên. À, cái gì? Đang đạp con kiến chúa. Vô gì? Sao mười mấy ký không đạp, đạp ngay chỗ 2 lạng rưỡi.
Thấy chưa? Thấy tai hại chưa? Không phải là tôi cấm anh hát nhạc hip hop. Nhạc hip hop nó có bài cũng hay lắm phải không? Mình lớn tuổi rồi phải không? Phải tùy cái loại nhạc mình hát. Nhảy làng ngoài có nghề vô nhà thương thấy chưa? Rồi, bữa nay thì tôi hiểu anh rồi, anh cũng tốt à. Bây giờ hai anh em mình hát một bài cho nó vui được không? Móc. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, yeah. Đẹp trai, yeah. Dễ thương, yeah. Gì vậy? Làm trò vậy? Không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Wow. Tôi number two, anh number one. Tôi number ten nè, anh number one. Oh. Hey. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đắm say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Oh. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi từng ngày chị em ơi, yêu anh nhé người anh yêu hơi. Vỡ chi xa xôi em biết không em ơi, em không biết đâu anh ơi, tình yêu anh dành cho em đó người em. I love you. I love you. Woo! Chúng ta và tụi gia xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hết rồi đó. Thưa quý vị, lẽ ra là anh Tài anh rất là bận. Mà hôm nay anh Tài nghe tin là họp một cái fan như thế này. Cái lý do tại sao họp fan là lát em nói sau ha, mấy đứa ha, lát nói sau. Còn bây giờ có các anh chị và cô chú anh chị ở đây rất là đông, thì bây giờ hát tiếp với anh Tài hả? Anh mệt chưa? Chưa mệt. Chưa giờ. Sau đây quý vị sẽ cùng với Trường Giang và anh Tài sẽ thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên, mặc dù hát không hay nhưng mà quậy tới bến, và hát được mang tên Dần Hờn của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Vô liêu sẽ bao hả? Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Hờn chi em nét mi đượm buồn, dần hờn chi em chút thêm muộn phiền, dần hờn chi em nỗi đau ngập lòng vang xa thật rồi người ơi hãy quên. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đậm trên môi, và tình ta đó những đêm tháng tàn. Để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình đớn đau. À, ăn ban đầu còn đau hỡi em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, vắng xa thật rồi giờ như giấc mơ. Trả lại cho em, trả lại cho em
nồng trên môi. Và tình ta đó những đêm tráng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình đớn đau, ai ăn bắt đầu giờ như giấc mơ. Chân mây cuối trời trói con tim thở dài, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu phải dần hiên, phải dần hiên. Một tình yêu thì ngày mai quên em tìm mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Con đường đã qua sao nào u du như trong giấc mộng, những xa xưa tuyệt vời dành cho ai sống xa hiện tại. Niềm vui đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Từ đây người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu phải dần hiên. Một tình yêu mai quên niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy, và người ấy sẽ tìm thấy được tình yêu. Và người ấy, và người ấy sẽ tìm thấy, sẽ tìm thấy một tình yêu. Ở đây quý vị nào mà đã xem chương trình Anh Rời Cậu Đấy Rồi à, rất là nhiều đúng không? Bây giờ tại vì em nói là tại vì lẽ ra là em không có họp fan, tại vì nó cũng bận. Nhưng mà có một hôm là đi làm về thì có một cái chuyện buồn xảy ra, thì cũng biết nói dài thì mới đăng trên Facebook là cuộc sống vậy buồn vậy gì đó, thì các fan mới làm một cái MV nhỏ ngắn và rất là ủng hộ anh Giang ơi, anh ơi cố lên gì đó. Thì anh mới nói ok, anh sẽ họp fan liền cho các em vui. Đó là lý do tại sao có buổi fan ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ được chơi một cái chương trình nhỏ trong Anh Rời Cậu Đấy Rồi. Các em sẽ chơi với anh và anh Tài sẽ là người chấm điểm nhá. Bây giờ trong các fan của Trường Giang ở đây, ai có khả năng tự cảm nhận rằng là mình lên đây sẽ chơi được Anh Rời Cậu Đấy Rồi? Ai xuống bấm đi. Một, lên. Đấy, lên. Trời đất ơi, nãy giờ diễn 3 tiếng đồng hồ, giờ diễn lại có 3 phút cũng không được. Lên anh Bảy. Lên luôn Ngọc Lan, lên. Ai mà khả năng lên chơi được nha, lên đi con. 3 người thôi, chỉ có 3 người thôi. 1, 2, rồi 3, muộn rồi. Nãy tôi kêu thì em lên. Rồi. Rồi bây giờ mời ba bạn sẽ tự giới thiệu về mình với tất cả quý vị ở đây. Nhưng mà trước tiên quý vị cho thêm tràng vỗ tay lớn lên nữa đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ giới thiệu từng người nha. Mình tên Phú. Phú, gì Phú? Võ Quốc Phú. Quốc Phú. Nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu? 27 tuổi, quê ở Tiền Giang, làm ở FPT Telecom. Rồi. Cảm ơn, cái hồ sơ hơi dài xíu. Rồi. Rồi tới em. Em tên là Võ Trần Hồng Diễm, quê ở Tiền Giang, đang học sinh viên trường đại học khoa học sinh nhân văn. À. Ồ. Thí sinh nặng ký nhất. Em thi với anh mà phải nặng thôi. À. Giới thiệu đi em. Dạ em là Quỳnh Châu, năm nay em 23. Quỳnh gì? Châu CH đúng không? À. CH chứ không phải TR. Anh hỏi thì anh có nói đâu. Em thấy con mắt anh nghi ngờ quá. Không có, mắt anh nó vậy đó. Rồi bây giờ ba bạn ngồi xuống đây. Hỏi nghệ sĩ Tài xong chưa ạ? Đây, ba bạn sẽ ngồi xuống đây nha. Rồi. Có quà nha, cái này có quà đặc biệt luôn. Rồi.
Có lẽ là trong thời gian chúng ta đợi nghệ sĩ Trí Tài thì anh Giang ơi, em được biết là đặc biệt là đây là một tin vui nữa mà tất cả quý vị khán giả đều biết. Mình đã lọt vô được top 3 của HTV qua rồi phải không ạ? Đúng không ạ? Bây giờ đây tất cả quý vị có biết tin này chưa ạ? Điều này chưa ạ? Thì bây giờ để mà mình có thể có được những niềm vui hơn thì khán giả sẽ ủng hộ và bình chọn anh như thế nào nữa? Cái đó thì không biết, tại vì hình như là cũng mới đăng trên báo thôi, cũng chưa có phương thức bình chọn nữa. Chị Giang cũng không biết nữa. Không chưa biết nữa. Giờ cũng không để ý lắm mấy cái này. Nhưng mà tất cả quý vị thân mến, như mình như vậy là đây là một điều rất là bất ngờ và là tin vui nên mà Diễm Quỳnh nghĩ rằng là ai mà theo dõi Trường Giang sẽ biết được đây là một điều rất đặc biệt. HTV qua của nghệ sĩ hài được yêu thích nhất ra là. Dạ. Vâng, vậy thôi bây giờ chúng ta hãy cứ dành một tràng vỗ tay để chúc cho nghệ sĩ Trường Giang sẽ tiếp tục có những niềm vui hơn nữa. Rồi bây giờ anh Giang, hai đứa mình ngồi đây làm gì? Là bây giờ ở đây mọi người biết cái luật chơi hết chưa? Biết không? Em biết không? Em biết luôn chưa? Rồi bây giờ em sẽ vô em mời anh Trí Tài ra, được chưa? Anh Tài để tự anh ra, anh Tài xong chưa em? Rồi mời nghệ sĩ danh hài Trí Tài. Vâng, rồi. Xin mời anh. Dạ. Đẹp trai liền luôn. Xuống dưới ngồi anh, xuống dưới ngồi chấm. Dạ. Dạ. Nè, tôi biết đi đâu luôn á. Thấy chưa, tôi nghi rồi. Còn chỗ nào nữa đó. Rồi. Chương trình ơn rời xin được phép bắt đầu. Xí xí khoan, nhường gái trước. Nhục. Mạnh mẽ quá à. Tôi nhường bạn lại. Ba đứa nhường đi, anh vô anh ngủ coi. Nhanh đi. Ok. Em có biết luật chơi không? Không. Rồi em xuống đi, anh mời người khác nha. Ai biết luật chơi lên, nhanh lên. Ai hồi nãy giơ tay. Nhanh, không có thời gian đâu. Come here baby. Rồi, em chơi đầu tiên đúng không? Ồ, hay quá. Rồi, ngồi ghế đi. Rồi. Em lên, nhanh. Mọi người ngồi đợi mình mà tại sao mình phải chậm như vậy? Anh ơi, em đây rồi. Ôi. Em đi đâu dữ vậy? Không có đâu, mới đi đây qua bển thôi mà. Thôi mà. Nhanh đây đi. Sao nặng? Sao rồi, má nói vậy đúng không? Má nói nhiều lắm, má nói nhiều lắm. Má nói là em về em nói ba má qua lấy anh làm chồng. Hồi nào, đâu có nghe đâu. Có, em đừng có xạo. Hồi nào. Có, em phải nói là có. Không có. Em phải nói là có. Pháp luật nào kêu. Trời ơi. Không coi rồi. Em phải nói là có. Đúng không? Có và được gì? Có. Và được cái gì? Được anh chứ được gì? Được anh để làm gì? Trai gái làm gì tự hiểu đi ha. Rồi xuống đây nè. Rồi xuống đây. Rồi xuống đây nè, má nói là em về em nói má nè. Là lấy anh đúng không? Má, ba em chê anh là không có gì hết nhưng mà má nói, ê, ba kìa. Dạ, chào bác. Dạ, mời bác vô nhà chơi bác. Dạ, mời bác nhà chơi, nãy giờ con không thấy bác. Dạ, dạ. Bác, tại sao bác ngăn cấm những tình hai đứa con gì bác? Cho micro cho bác đi, chú đưa. Nào vậy ba? Nhanh đi nào mấy đứa. Dạ, chào ba. Dạ, ba đâu vậy? Bác đâu vậy bác? Bác ơi. Cái gì? Sao bác ngăn cấm chuyện tình hai đứa con? Ai là con tao? Đây. À, con gái. Lại đây ba biểu. Hãy hỏi kỹ trước khi ôm. Ngăn cản hả? Bác cản con nhưng mà bạn gái con lúc nào bênh vực cho con hết á. Em phải bênh vực anh chứ. Đúng rồi. Vậy em nói làm sao cho ba chịu cho anh lấy em đi. Con yêu cái thằng này ở chỗ nào? Dạ nhiều chỗ lắm. Nó lùng. Hả? Ổng lùng à. Hả, anh lùng dễ dại. Lùng dễ dại. Dạ. Trời, cái tới à. Nhận xuống. Nhưng mà tánh tình nó sao? Dạ con hiền lắm bác. Con hiền sao con? Dạ. Điều hơi tư kỷ. Ai nói gì con nghe hết trơn. Dạ. Yeah. Dạ vậy mà sao không có làm theo. Không bao giờ làm theo. Dạ. Trời, hai đứa mình cùng phe mà. Con làm nghề gì? Dạ con diễn viên điện ảnh. Diễn viên điện ảnh. Dạ hay đóng phim hai người á. Cái gì? Dạ phim hoạt hình. Phim hoạt hình. À. Phim hoạt hình đó. Con mặc đồ con rối vô xong con chạy con làm tiếng. Được. Chứ bác nghĩ phim hai người phim gì? Dưới đây nhỏ quá không có nói được. Được. Ngày đó cũng được đó. Nhưng dạ. Mà con có hứa là con sẽ yêu con gái bác suốt đời không? Dạ con hứa yêu gái bác suốt đời. Với điều kiện là con gái bác phải vừa hát vừa múa cho con coi mà con mới chịu. Ồ con. Con là con của ba mà. Vừa hát vừa múa cho nó
anh muốn chồng em hát con bài gì? Em hát bài gì cũng được, anh ngồi anh coi mà đâu quan tâm. Con hát được bài gì? Nhớ vừa hát vừa múa, chứ phải hát không. Vừa hát vừa múa? Ừ. Khó quá. Nhanh đi con. Hay là bây giờ nếu con ngại con không hát được thì bây giờ chồng con hát là con múa được không? Dạ, hay quá ba ơi. Cha cha cha. Thôi con hát chồng con múa đi. À vậy cũng được. Nó múa đẹp, nó múa đẹp. À đây, tôi làm múa... diễn viên là phải làm được tất cả. Tôi múa nãy giờ 3 tiếng hồ rồi mà. Rồi, đâu, bây giờ con hát bài gì? 20. 20. 20. Rồi. 20 bài, hát 20 bài hả? Không, 20 cái bài 20. Tựa đề là 20. À à. Rồi, bắt đầu. Vô. Đón em về thấy chân trời đầy mây trắng. Hát gì trời? Gió xuân về em rực rỡ. Bác ở cũng hỏi bác. Thôi cha anh múa sâu à. À múa gì giống như lâu nhà. Dạ xin cảm ơn hai cha con. Một chàng vỗ tay cho hai cha con. Dạ dạ. Xuống dưới luôn đi con. Ừ. Anh rời, con đã về rồi. Tại sao vậy? Tại sao cãi lời bà? Tại sao? Tại sao? Mình thấy cái gì? Không biết đổ cái mì trong nhỏ kìa hả? Ba! Tại sao ba lại phản bội con như vậy? Im đi, bước ra đây biểu. Bước ra đây. Bước ra đây. Quỳ xuống. Không. Tao là cha mày mà không quỳ, tao sáng bằng tay nha. Quỳ xuống. Trong chương trình phải quỳ. Quỳ chứ không có chậm hởm. Chứ phim cho ai coi vậy? Quỳ xuống. Tại sao vậy? Tao dạy mày bao nhiêu năm rồi hả? Hả? Tao dạy bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu thằng mày không ưng, mày ưng thằng Chí Tài hả? Hả? Mày cười cái gì? Mày bước qua đây. Mày bước qua đây. Bước qua đây. Yêu riết là mù quáng rồi, mắt cận thị luôn không? Hả? Đeo kính cho đẹp thôi, không có cận. Mày có yêu cái thằng đó không? Yes or no? Lúc có lúc không? Chà. Chơi qua đường rồi bỏ hả con? À đúng rồi. Trời ơi. Giống ba mẹ. Giống ba, giống ba. Nói chuyện với ba mày khoác dai vậy hả? Hả? Cho ăn nhiều là ngu như bò. Mày phải biết cái thằng đó là thằng nguy hiểm. Đã từng đi chơi vào bóng đêm với nó chưa? Nhiều lần nhưng mà... Trời ơi! Đã nhiều lần vào bóng đêm rồi hả? Chuyện gì xảy ra mày kể tao nghe coi. Sau chuyện... đó thì anh ấy bước ra và kiệt sức. Cái gì? Nói thật khẽ. Sau khi chơi vào bóng đêm chuyện gì xảy ra? Nói. Sau đó anh ấy bước ra và kiệt sức. Anh ấy bước ra và kiệt sức hả? Mày chơi vậy chổng vậy? Hả? Con chơi cái trò mà ba dạy cho con á. Tao dạy mày hồi nào? Tao chỉ dạy mày chơi cò cò búng thun thôi. Mày chơi gì mà bước ra và kiệt sức? Nói liền không im lặng. Dạ con xin nói. Con chơi cái trò mà ba dạy cho con là cái trò cò cò và búng thun á. À à chơi gì? Con cho anh khai vị bằng trò búng thun. À sau chơi nhiều thì... quá nên nó kiệt sức luôn á hả? Sau đó thì anh ấy búng thun và thua con thì em con cho con nhảy cò cò. À nhảy cò cò nó kiệt sức luôn hả? À làm nãy giờ hết hồn mày ơi. Hồi xưa tao cũng kiệt sức mà có mày đó. Thôi rồi lại biểu coi. Giờ sao chừng nào đám cưới? Muốn đám cưới không? Để từ từ con nghĩ thử có muốn hay không thôi. Qua Tết có muốn đám cưới hay không? Trả lời liền. Không. Không đúng chính xác 15 tuổi mà cưới tao quýnh vô mặt mày liền. Bà nội cha mày. Yêu yêu với lựa đứa nhỏ thấp thấp, nhỏ nhỏ, mỏng mỏng, yếu yếu. Yêu thằng đó lỡ nó xỉu rồi ai đỡ nó. Ý bà nói là con tìm một thằng như ba vậy hả? Mất dạy. Mày mất dạy mày kêu bằng thằng mày. Hả? Hả? Mày kêu bằng thằng. Mày bước qua đây. Bước ra chánh điện đi con. Nha. Bước qua đây. Đứng im đi, mày nhồi cái gì? Bà dép xuống bước qua. Trời ơi, trả treo tao luôn hả mày? Tao đặt tên mày Thùy Mị mà cuối cùng mày không có Thùy Mị chút nào hết trơn vậy? Tại là ba ba muốn như vậy ba đặt thôi chứ con đâu phải muốn vậy đâu. À mày không muốn Thùy Mị gì muốn gì? Đúng rồi. Con muốn cái gì nè? Du côn. Muốn du... Du côn là phải sao? Đâu làm cho ba coi coi. Đó vậy nè, vậy nè. Vậy nè, vậy nè, đó, 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 đó. Cái đó phải du côn, cái đó là xí khỉ con. Nha. Cái đó là xí khỉ. Sao, sao không trả lời? Du côn phải vậy, du côn sao? Thôi con không có du côn được với ba đâu. Rồi chứ con vui con sao? Vui con được như sao? Gì nè? Vậy đó, vậy đó. Rồi mày... dập xuống rồi dập lên nhìn nè. Đó. Tao biết vậy hồi xưa tao đẻ mày ra tao búng vô cái mặt mày cho mày chết cha cho rồi. Con cái gì? Tại hồi xưa ba đâu có biết là con như vậy đâu. Ba đâu búng chết con đâu. Thì anh giờ con mày nói chậm mày sợ ai nhai cái lưỡi mày hả? Nó
nó không nghe con mẹ gì hết hả? Đếm từ 1 tới 10 coi, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. 1, 2, 3, 4, 5 em có đến rơi nhịp đầu không là mày đó. Rồi bây giờ vậy, để ba biểu, ba thương nghe chưa. Ừ. Mẹ mày giờ cũng đi xa rồi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá rồi. Nghe chưa? Giờ tao còn ở mình mày thôi. Đó, bây giờ bữa nay mày dắt thằng bồ mày về đây. Hiểu không? Rồi nói chuyện phải quá thấy được, tao gả luôn cho. Hiểu không? Được không? Bồ mày làm nghề gì vậy? Bồ làm lùm chia trai. Đó, thằng mày quen hả? Không, đẹp, 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 đẹp trai, quen chơi ngán bỏ rồi. À, chơi qua đường vậy hả? Mày cũng ngu dữ ha. Chơi qua đường thì mày lựa phe da gì rồi mày chơi, mày lựa phe trai gì. Trời ơi, con chơi trai đẹp thì con chơi với trai đẹp, rồi con chơi chán trai đẹp, con chơi trai giàu. Cái hả gì? Trai đẹp, trai chán, chơi trai giàu. Xin lỗi con, không có thằng nào giàu mà nó chơi con đâu nha. Nha, giàu là phải chân dài tới nách nha. Chân mày nhìn lại đi. Ơ, con giống ba mà. Thì đó, chính xác, tao đâu nói mày khác tao đâu. Cái mặt vậy mày đẹp chứ hả? Đâu con đâu nói em đẹp đâu. Sao nãy mày chỉ đẹp đẹp như vậy? Em chỉ như vậy. Con chỉ nhưng mà con đâu nhìn bên đó đâu. Dạ, chứ nhìn đâu. À quên mà bị ấy. Bị cận. Ba cứ ngỡ con bị cận thôi chứ. Bây giờ có chim bồ câu con đậu con bay luôn đó hả? Hả? Trả lời đi. Chim bồ câu nhưng mà hồi trước nó bồ câu, còn bây giờ thì bồ chét hả? Hả? Không, bây giờ thì bồ câu cần phải có sự hỗ trợ. Hỗ trợ có gì? Chỗ này nè. À thôi bây giờ họ bà hỏi nè, cái tài năng mà cái tài năng hoặc là cái tài lẻ của con trong cuộc sống này là cái gì? Người ta là ca hát nhảy múa, con có biết mấy cái đó không? Con biết hát. Hát, biết hát thể loại nào? À, bài nào à? Con biết cái gì mà con không biết luôn á hả? Rồi rồi rồi, cũng được cũng được. Con biết một cái bài mà nó cực cũng hơi là sexy. À cái bài nó sexy hả? Bài giò vô. Một tràng pháo tay cho nhạc phẩm sexy. Vô nè. Từ từ. Con hát là con muốn có người phụ đạo, tại vì con đâu biết múa đâu. Dạ, mày hát tao rồi. Múa rồi. Tao cũng múa 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ ba mừng có múa mạnh nữa, nãy giờ ba đâu có múa đâu mà nhảy. Vô, hát đi, đừng nói nhiều. No talk. Go. Oh, ai kia mà xinh ghê, cùng bao nhiêu vệ tinh lượn quanh nhìn em say đắm nột nạ, chân bước ngọc ngà, là múa xinh, bờ vai xinh, nụ cười xinh làm bao vệ tinh chìm trong ánh mắt tự hào, khiêu khích mời chào. Yeah, chào đi, yeah. Em xin không ngây thơ như bao nhiêu gác si tình, tưởng rằng nàng còn một mình, vội vàng chạy theo bóng hình, lung linh như câu thơ, đêm nào đùa đến đêm như giấc mơ. Hay quá, cảm ơn con. Rồi về dưới đi con nha, lát đợi nhận quà của bạn trai con. Thí sinh nặng ký nhất. Ơn trời, bà về rồi, tại sao bà đi đâu mấy ngày nay? Bà giải thích tôi đi. Bà giải thích cho tôi đi. Một người vợ mà bỏ gia đình đi như vậy hả? Đi chơi. Một người vợ mà bỏ gia đình đi như vậy hả? Lý do gì? Nói nghe coi. Đi chơi với trai. Hả? Đi chơi với trai. Cái này vô có mỏ nè. Căng quá, áp lực quá. Áp lực cái gì? Áp lực quá, từ từ mình nói chuyện với nhau bình thường. Nói chuyện nghiêm túc nha. Nghĩ sao có chồng mình mới nói câu gì, nói lại coi. Trai. Đi đâu? Với trai. Trai nào? Con của thím tư ba. Bà có bị điếc không? Tôi nói là bà đi đâu mà bỏ chồng bà đi mà giờ bà con ở bà đây. Trời đất ơi. Con đã tôi nói rồi, tôi nói tôi đi chơi với trai. Thằng bà... trai là thằng tiếng con của thím tư. À, thằng cháu hả? Đúng. Ai biết đâu, tưởng bà vụ kia. Vậy không hả? Thương chết đi đâu. Nói sợ ai nghe hay gì? Ở trong họng không? Rồi sao rồi, vụ kia sao rồi? Vụ gì? Được đó. Ổn. Ổn hả? À. Sao bác sĩ nói sao? Trễ tháng. Là bị điên hả? Hả? Tôi hỏi là bác sĩ nói cái vụ hút bỡ bụng là sao rồi? Tôi trễ một tháng nữa mới làm được. À. Tại sao? Tại bác sao? Bác sĩ cái gì không hả? Tại sao bây giờ không làm được mà một tháng nữa mới làm được? Dạ. Máy hút mỡ nó bị hư hả? Không. À, nó đầy mỡ rồi hả? Không. Hay là mỡ này dày quá chích không thấu? Không. Chưa ông lành quá để tôi nói. Chứ sao vậy? Tại vì á, hút sợ nó lòi ra nữa, để sau tháng sau có công nghệ mới. Công nghệ mới làm một lần rồi thôi còn hơn mang mỡ bụng suốt đời. Nè, sắp tới á. Sao?
Cái tiền tất cả là bao nhiêu hút á? Cũng cỡ xong mấy chai á. Thêm chai nữa hút luôn cái nọng được không? Cũng được không? Hút luôn cái này tới 7 chai rồi. À thêm cái này vô là 7 chai hả? Ờ tại tìm hiểu kỹ lắm, hai mình đi hút ha. Không, tôi đâu bị đâu. Không, cũng có. Không, tôi hút ở đây nè. Không, không để nở hậu cho nó đẹp. Vậy hả? Rồi sao, có vụ kia bác sĩ nói sao? Vụ gì hoài vậy? Hả? Vụ gì nữa? Tôi nhiều vụ lắm, phải nói rõ ràng là vụ nào. Cái vụ mới bàn hồi sáng luôn, mới bàn hồi sáng luôn. Ủa sao chứ nhớ, tôi cái này đảng hậu vậy trời. Không nhớ, ông nhắc nhẹ lên cho nó nhớ đi. Nhớ, nhớ. Hả? Tôi đứng hình rồi đó. Nói nhẹ thôi, tôi quên. Ê, ê bác sĩ. Ê, ê. Sao? Nhớ hả? Kéo chân á, kéo cái chân ra đó. Vậy mới xứng chứ cao quá sao xứng. À là không, quyết định không kéo hả? Đúng, mình có nhiêu mét 65, tàn mét 56, kéo làm gì nữa, vậy cho xứng. À, vô cái cửa hàng đó là sao rồi? Bỏ. Hả? Cửa hàng nào mà rồi bỏ? Tại vì á, mình làm mở bụng rồi, mình không có làm nữa. Làm tịnh dưỡng rồi mới làm, bỏ qua bên. Không phải, cái cửa hàng mà đợt bà đi thử giày vô, cái bị thử xong đâu nào nó xẹp lép lại, cái đó đòi kiện bà đó. Trời ơi, người ta lo hết rồi, tôi có luật sư riêng. Ông quên luật sư tôi hả? Luật sư nào? Ông đó đó. Ông đó ông nào? Ông Mr. K đấy. Mr. K là ông nào? À, ông Mr. Khùng hả? Biết hết trơn. Vậy hả? Ê, bà nói chuyện bà không đứng im chỗ, bà phải nhoi 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 vậy đó hả? Kiến nó cắn, kiến nó chui vào nó cắn à. Khùng dễ sợ. Em xuống đi em, để hồi em cắn anh nữa chết. Rồi bây giờ mời mời bà bả đây qua quanh đây luôn. Nhận quà, trời biết luôn, nhận quà anh. Mời anh Tài. Mời hai bạn còn lại lên. Dê dê dê. Ơi. Này tôi gặp quỷ không? À sau đây à đây đây đây. Anh Bảy rồi. À như vậy là một trò chơi nhỏ nhỏ để chúng ta gần nhau hơn, với lại các anh em các em anh cũng cũng có gặp một vài em nhiều, mà tại vì hôm nay là một cái ngày rất là vui. Và anh Tài sau đây anh Tài sẽ nhận xét nha, nhận xét công tâm nha. Đây đứng thứ tự em nào trước nào sau cho anh Tài nhớ. Đó đó rồi. À, trước hết thì cảm ơn ba cháu đã lên đây để làm cái tiết mục ơn trời cậu đây rồi với lại Trường Giang. Bởi vì cũng biết là Trường Giang mà hễ mà ai mà gì lọt vô phòng mà gặp Trường Giang làm trưởng phòng là vô phước lắm. Tài làm trưởng phòng của Trường Giang khi Tài còn nổi sải. Nhưng mà thật ra là đối với ba em là à như vậy là đã hay lắm rồi. À, tuy nhiên em là đầu tiên thì có lẽ là em rung. Thật ra là em cái ứng xử của em nó còn không có được nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà em cũng có một cái hay là làm khó là Trường Giang, là kêu Trường Giang phải nhảy để khi em hát. Cũng được, coi như là em cũng có điểm đó nha. Bao nhiêu chào tay, em tên gì? À, mời cho cháu Diễm nha. Yeah. Còn em đây là trước nhất thì cho anh Chí Tài gửi lời khen em là em hát có giọng hát rất là hay. Đúng không ạ? À? Em hát mặc dù là không biết là em có tập trước hay không, nhưng mà em hát thì anh ngồi dưới anh rất là thích. Hy vọng là nếu mà em không bị trở ngại con mắt thì em sẽ thể làm ca sĩ. Em được điểm theo anh thì điểm cao hơn cô Diễm chút xíu. Rồi, nhưng mà mấy mốt đừng có kêu ba bằng thằng nha. Đây, còn người này sở dĩ là tại nói cuối cùng là tại vì em là anh ngồi dưới anh thấy trong ba bạn là em là người khá nhất. Anh ngồi dưới thì anh lại tưởng là chắc em cũng phải quen Trường Giang có tập trước rồi. Mẫu yêu trong cái tay cho em bé Liên Xô vậy. Thật ra là đối với anh thì nếu mà anh làm giám khảo anh chấm thì em là trong ba bạn là em là người khá nhất. Em tên gì? Dạ em tên Quỳnh Châu. Hả? Quỳnh Châu. À Quỳnh Châu. Ai mập là anh đều thích. À, chị một tràng vỗ tay cho ba em đã giữ cái chữ một in rời được câu đây rồi. Dạ. Và đây là ba phần quà. Đáng lẽ là người cao điểm nhất là sẽ được nhiều quà hơn, nhưng mà thôi đây là tại vì nó có sao thì lấy về đi em ha.
Hey, cảm ơn con. Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những vị khán giả cùng tham gia.